Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 cả nhà. Mùng 7 nhằm ngày 16 tháng 2 năm 2024 vào lúc 19 giờ 30 phút thì tại sân khấu kịch Quốc Thảo ở số 70 đường Nguyễn Nhân Chỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đó là trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận cả nhà. Phía bên trong có một sân khấu gọi là sân khấu kịch Quốc Thảo. Tối hôm nay thì vào lúc 19 giờ 30 phút thì có một cái chương trình là trò chơi ma quái sẽ được diễn ra tại nơi đây. Trong đó thì có chị Hồng Loan, anh Linh Tý, chị Bích Trâm cũng như là nhiều diễn viên trẻ sẽ trình diễn ở trong đây. Mong là quý cô chú anh chị mình yêu thương anh Linh Tý, chị Bích Trâm cũng như là đạo diễn Quốc Thảo cùng với là chị Hồng Loan đó. Thì mình ghé vào đây để mua những giá vé, cái tờ vé vào bên trong để mình xem kịch hay cả nhà. Rất là hay. Và cũng như là đây là chính là một cái những cái gì mà chị Hồng Loan muốn gửi gắm đến quý cô chú anh chị và các bạn, những cái vai diễn mới, những cái gọi là thử sức cả nhà. Đó, mong cả nhà mình yêu thương ủng hộ ha. Rồi bây giờ thì em xin phép mình qua bên đây một chút xíu, một bài viết cũng khá là hay của chị Tâm cả nhà. Đây chị Tâm có chia sẻ nè. Đây chị Võ Huệ Tâm có chia sẻ như thế này, một bài viết nói về lội ngược dòng đảo lộn. Thì có lẽ là phía bên ve họ đang nói về vấn đề lội ngược dòng, nhưng thực chất họ không có suy nghĩ, nên chị Tâm có chia sẻ như thế này. Như mọi người biết đấy, trong bất cứ trường hợp nào, lội ngược dòng luôn là tâm điểm cho người đáng chú ý. Thường thì lội ngược dòng lúc đầu cơ cực lắm, hậu về sau mới tốt. Tôi đang nói về Hồng Loan, con cá lội ngược dòng. Gần hơn 40 năm qua, cực khổ, tuổi thơ không có mẹ, thiếu vắng tình thương, bởi cha đi diễn suốt. Thời đó cha của Hồng Loan là thời Hoàng Kim. Lịch diễn hầu như không còn thời gian đủ để ngủ nữa, lấy đâu ra thời gian để lo cho con. Nhưng cha Hồng Loan rất là thương Hồng Loan ha. Đi đâu cũng nói với đồng nghiệp á, là khán giả, Hồng Loan là đứa con gái duy nhất. Hầu như tuổi thơ bé bỏng ấy chỉ có bà nội ở bên cạnh thôi. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Bà nội thì cũng già yếu, rồi bà nội lại qua đời. Thế là Hồng Loan bị mất thêm một tình thương. Các bạn thấy không? Ngoài các bạn có bao giờ thấy Hồng Loan ở ngoài đời thường chưa? Một cô gái nhỏ nhắn, tay chân thì nhỏ xíu, mảnh mai rất là yếu đuối. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Nội lực bên trong á, thì tôi cảm thấy được Hồng Loan rất là mạnh mẽ qua nhiều clip nè, qua nhiều video nè, qua những cái khúc hát, qua những cái clip hài vui nhộn tại sân khấu kịch Quốc Thảo. Đó, qua nhiều hình ảnh thì và một lần gặp nhau ở ngoài đời thường thì tôi cảm nhận được Hồng Loan của chúng ta rất là chịu thương, chịu khó. Đó, rất là nhiều ha cả nhà. Và chịu đựng nữa. Nó nói về văn phần chịu đựng á, thì phải công nhận là Hồng Loan thật là hay. Gần cả nay tụi cần cần á, gần cả năm luôn rồi cả nhà. Tụi cần cần thì ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, thì ai muốn làm gì làm. Hồng Loan không bao giờ lên tiếng hay cả nhà, chỉ im ru thôi, như họ không có tồn tại gì đó. Sự thật là vậy. Các bạn nhìn lại xem lời tôi nói có đúng hay không. Tôi nghĩ sự chịu đựng này có lẽ là của Hồng Loan á, là giống như cha. Chắc đây là di truyền của người ăn ở có đức á. Nhờ lúc cha sống của Hồng Loan á, lúc mà còn sống, cha của Hồng Loan tích đức quá lớn đi. Công đức vô lượng, công đức sâu dày. Nên Hồng Loan được hưởng từ cha. Từ một người con gái cơ cực, bàn tay thô ráp, buôn bán tảo tần, chạy xe ôm, làm đủ thứ nghề để nuôi những thiên thần bé bỏng của ông ngoại. Đó, nói tới đây thì cô chú anh chị mình cho em xin phép dừng lại một chút xíu ha. Thì em cũng nghe thông tin là chị Hồng Loan có chạy xe ôm nè. Trong mùa dịch á, chị Hồng Loan tự lực gánh sinh, gọi là bươn chải đó, tự gọi là độc lập, tự lo cho cái cuộc sống của mình. Chị Hồng Loan bán online, bán những cái lương thực, thực phẩm mà giúp cho bà con cô bác của mình nó có cái ăn, như rau củ thịt cá được quý cô chú anh chị, và tự chạy đi ship. Nếu trong lúc mà được cho phép á, thì chị Hồng Loan tự chạy đi ship luôn
và bán những đồ đông lạnh như rau củ quả đồ đó, thịt heo cá đồ đó cô chú anh chị. Phải nói là chị Hồng Loan rất là giỏi ha, gọi là nắm cái này bắt cái kia chụp cái nọ, rất là chịu thương chịu khó, gọi là để bươn chải lo lắng cho cuộc sống gia đình. Gọi là cho dù ở bên nhà chồng vẫn có điều kiện không phải là để phải cơ cực cho lắm, nhưng mà chị Hồng Loan muốn gọi là tự lập, độc lập, tự bàn tay của mình tạo nên, tự bàn tay của mình làm. Nên tới bây giờ thì cô chú anh chị mình cũng thấy chị Hồng Loan rất là kiên cường và nghị lực, chịu đựng, rất là chịu thương chịu khó, đúng không cô chú anh chị? Đó, làm đủ mọi thứ nghề luôn. Và cái công việc xe ôm này á, thì em nghĩ là em cũng nghe đâu đó rất là nhiều lần rồi, chị Hồng Loan có làm gọi là chạy xe ôm nữa cả nhà, để nuôi những cái thiên thần bé nhỏ của ông ngoại, bé Bun nè, bé Ken nè, bé Tin nè cô chú anh chị. Vậy mà ngày hôm nay Hồng Loan á, lội ngược dòng một cách rất là bất ngờ. Hồng Loan được nhiều người biết đến, hầu như đa số cộng đồng mạng yêu mến trong và ngoài nước. Cái tên Hồng Loan á, bắt đầu xuất hiện trong lĩnh vực phim, MV nè, ca nhạc, sân khấu, diễn hài, diễn kịch và thậm chí là điện ảnh nữa, trong bộ phim Sáng Đèn đó quý cô chú anh chị. Vai nhỏ thôi, những vai diễn này khi ai mời á, thì Hồng Loan sẽ nếu thấy hợp lý thì sẽ đóng ha, sẽ đi tham gia. Không phải là một nghệ sĩ, cũng không phải là ca sĩ, cũng không phải là một diễn viên chuyên nghiệp đâu. Hồng Loan được tình yêu của các anh chị trong team, gia đình á, vì yêu thương mà đến, và cũng như tất cả các cô chú anh chị cộng đồng mạng trong và ngoài nước nè, đạo diễn nè, nó để yêu thương và mời tham gia đóng phim, đóng MV, đóng kịch, đóng hài. Nói chung là những vai diễn nào phù hợp thì chị Hồng Loan sẽ tham gia. Nói tóm lại, nếu nói là lội ngược dòng á, thì Hồng Loan mới là một con cá lội ngược dòng. Đến cái chuyện lội ngược dòng mà họ cũng muốn tranh giành nữa quý cô chú anh chị, nó thấy phía cành cành thấy ghê chưa, sao mà toàn ăn ngang nói ngược nè, toàn là xáo trộn, ý muốn dẫn dắt không à. Ở đời thì đừng có nghĩ là mình khôn, tự cao tự đắc là đức tính không tốt ha, nhất là đối với những người vừa có tính đố kỵ sân si, cộng lại thêm hết tất cả, phải dùng cái từ sao cho nó hợp lý nè, vô hậu ha, hậu quả thì quả nói là quả báo thì khó lường đó. Thì em nghe loáng thoáng đâu đó thì cũng gần tới ngày đám giỗ của Bác Năm mà quý cô chú anh chị, để em qua bên trạng thái của chị Hồng Loan, chị Hồng Loan chia sẻ như thế nào nè. Đây, chị Hồng Loan này cả nhà, nghe một cái câu nói của chị Hồng Loan mà phải nói là rất là thấm thía luôn nè. Chị Hồng Loan cách chia sẻ cách đây 8 giờ trước rồi. Đại gia đình yêu thương của con ơi, đám giỗ của ba con, anh em tụi con xin nhận tấm lòng và những nén hương từ các cô chú bác anh chị yêu thương của tất cả mọi người. Con xin phép không nhận quyên góp nha. Em xin chia sẻ lại một lần nữa ha cả nhà. Con xin phép không nhận quyên góp nha đại gia đình của con ơi. Chỉ cần tình thương yêu của đại gia đình thôi. Anh em tụi con xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất là nhiều ạ. Đó, chị Hồng Loan có chia sẻ nha cả nhà. Cũng vì cái sự quyên góp mà gọi là phía bên cành cành đó, phía bên ve đó, nó làm xáo trộn lên tất cả mọi việc sự việc cho tới thời khắc bây giờ. Gần hơn một năm rồi, Bác Năm đã mất rồi nhưng mà vẫn còn chưa xong nó với cô chú anh chị đó. Rồi tiếp theo này ha cả nhà, một bài viết cách đây một ngày rồi có chia sẻ có khá là nhiều, để coi được bao nhiêu ta, 10.300 ca tim ha, 410 cái bình luận và 25 lượt chia sẻ. Chị Hồng Loan có nói như thế này nè: ba người con yêu quý nhất, nhớ thương ba da diết. Ba mất đến nay cũng được một năm rồi mà không bao giờ con nghĩ đó là sự thật. Cứ nghĩ ba đi hát, đi diễn xa rồi ba về với con. Nhớ lắm, ngày 23 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 14 tháng 1 năm 2024 âm lịch, chính thức là ngày giỗ giáp năm của ba. Bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về. Dạ, con xin kính mời đại gia đình yêu thương của con cùng các cô dì chú bác anh chị đồng nghiệp của ba ngày đó nhín chút thời gian đến thắp hương cho ba con một nén nhang cùng gia đình nhỏ của con, để cùng chúng con nguyện cầu cho ba con được an nghỉ về bên chân Phật. Con xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Đó, cô chú anh chị. Thì cái dòng trạng thái này á, cô chú anh chị mình thấy ha, chị Hồng Loan cũng xin kính mời tất cả cô dì chú bác, cô chú anh chị cộng đồng mạng, những ai
ở có thể là gần số 5 Đoàn Thị Điểm, hoặc là gần Nghĩa Trang, Hòa Viên, tỉnh Bình Dương. Cô dì chú bác, cô chú anh chị và những người đồng nghiệp của bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á, thì có thể đến để thắp một nén hương nguyện cầu ha cả nhà, nguyện cầu cho bác về với đất Phật đó. Thì chị Hồng Loan cũng đã lên tiếng như vậy, nó xin mời cô chú anh chị mình ha, nhằm ngày 14 tháng 1 2024 âm lịch ha, tức là ngày 23 tháng 2 năm 2024 dương lịch đó. Cô chú anh chị mình nhớ ngày đó ha, và chúng ta về đó ngày đó để nhớ về cố nghệ sĩ. Em xin phép đọc một vài cái bình luận để khán giả bên dưới nói gì ha cả nhà. Đầu tiên thì em thấy nhà báo Song Minh ha, nhìn quá em hen. Ngày hôm đó mấy anh em mình sẽ thắp hương tưởng nhớ ba em, ngày giỗ đầu của ông Hoàng Vũ Linh. Chị Nguyễn Lê có chia sẻ nè, cái ngày em chuyền nước biển. Võ Thị Hồng Loan thì chia sẻ với nhà báo Song Minh là dạ anh nè. Haruto chia sẻ với nhà báo thì ngày 23 tháng 2 có em nữa, mong là em rất muốn gặp anh trai ngoài đời luôn ý. Ngày 22 tháng 2 chị bay về sát lịch luôn. À, chị Ni sẽ bay về ngày 22 tháng 2 ha quý cô chú anh chị. Chị Hồng Loan chia sẻ mắc cười với nè cả nhà. Chị nói là ngoan ghê, bé Ni à, ca ca. Quá trời cả nhà ơi, phải nói là rất là nhiều ha. Chị Lộc Vườn Cây có chia sẻ một bài viết nè, vẫn là lối hành văn không lẫn vào đâu được của cô nương. Ba người mà em yêu nhất làm tôi đọc đến cuối bài vẫn chỉ đếm được một người hết. Người ta thường nói người đã mất phù hộ cho người thân, thật ra thì chị nghĩ không thế lực nào cao siêu nào cả, mà đơn giản là tình yêu thương và sự tự hào về người đã mất và biến thành nguồn sức mạnh vô hình đó, tan chảy ha trong mình, để mỗi khi khó khăn thì nguồn lực đó giúp mình vượt qua mọi chuyện thôi. Mở mắt ra mỗi ngày thì em cứ nghĩ mình là con gái Vũ Linh, mình là cháu ruột Vũ Linh, mình phải sống sao cho xứng. Suy nghĩ với lời nhắc sẽ khiến hành động theo đó, thấy là sẽ một ngày tiến bộ thôi. Anh Linh Tý nữa nè cả nhà, có bài có anh Linh Tý lên đây chia sẻ nè, thương mớm mập. Chị Ba Bình Tinh nữa nè, nhanh quá nè. Chị Ba Bình Tinh nói thế nào? Chị Ba Bình Tinh nói nhanh quá mớm ha, 1 năm rồi. Chị Loan nói dạ nhớ ba quá chị ơi. Và cô chú anh chị chắc chắn là ngày đó sẽ rất là đông ha. Chị Bích Trâm nữa nè, thương em, kính nhớ bác Năm. Thôi thì em đại diện cho một cô chú anh chị ha, một vài cô chú anh chị những cái bình luận thôi, cả nhà mình xem thôi. Đa phần là những bình luận thương nhớ về bác Năm ha quý cô chú anh chị. Thôi thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa thì em mến chúc quý cô chú anh chị mình ha, cả nhà mình trên kênh của Tài 66 Vlog được sức khỏe, được bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo của em ạ.